Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Rất là nhiều cái khoảng thời gian trước thì em chuyển giao lại cái việc mà quay video review xe đạp cho anh em ở cửa hàng để em đi làm một số cái dự án khác. Thì đợt này thì dịch Corona đang rất là diễn biến rất là phức tạp thì em cũng ít ra ngoài, cho nên là hôm nay em sẽ tiếp tục review xe đạp cho các bác xem. Thì chúc các bác tăng cường rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng chống chọi lại cái đại dịch Corona này. Vâng, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe đạp đua hiệu Gian TCR rất là đẹp. Bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho các bác xem nhé. Đây, như các bác đang nhìn thấy đây thì trước cái khung hình của chúng ta đang nhìn thấy đó là một cái chiếc xe đạp đua hiệu Gian TCR Compact Road. Nước sơn thì còn khá là mới. Con này thì có khung bằng nhôm và càng là carbon. Cái càng trước này là carbon. Gian Racing Technology, công nghệ đua của Gian. Size của chiếc này là size 46. Đây, không phải lấy thước đo nữa, nó ghi luôn trên khung rồi, 465mm, tức là khoảng 46-47cm. Cấu hình của chiếc xe này đang được sử dụng là cấu hình Shimano Tiagra. Đùi thì do chỗ này là họ đạp thì do là mặc quần dài đấy, cho nên là hơi xước một tí. Nhưng mà về các cái răng đĩa còn rất là mới, xích cũng còn rất là mới, không giảm. Đấy, xích rất là đẹp. Gạt đĩa cũng là Tiagra luôn. Tất cả là đồ nguyên bản hết. Đề sau cũng là Tiagra. Líp là cũng là líp Tiagra 2, 4, 6, 8, 10 tầng. 10 tầng và 2 đĩa cho xe có sử dụng là 20 tốc độ. Thì hôm nay thì có một mình em quay review xe thôi, cho nên là không test chuyển động của chiếc xe được. Nhưng mà em đã test rồi, chiếc xe này chuyển động số rất là mượt mà. Đấy, em vừa bấm lên một nút. Mà con này là riêng là full Tiagra hết các bác nhá. Cụm phanh cũng Tiagra luôn. Yên thì là yên Gian nguyên bản, có hơi rách ở đây một chút như các bác nhìn thấy. Đấy, thì xe qua sử dụng tất cả như nào là em mua về là bán y như thế hết. Yên là yên Velo. Gian đặt Velo làm thì như các bác biết thì cái hãng yên Velo là yên của Ý đấy. Rất là nổi tiếng rồi. Về phần Mayer của chiếc xe là sử dụng một cặp bánh nguyên cặp của Shimano R500. Shimano R500 hết từ Mayer. Đấy. Mayer cho đến vành. Tất cả là nguyên cặp hết Shimano R500. Lốp là lốp Kenda. Đằng trước cũng như vậy, cũng là lốp Shimano, cặp bánh Shimano R500 2. Đằng trước đằng sau là giống nhau hết. Cũng phanh đằng trước cũng là Tiagra. Và tay lắc cũng là Tiagra 10 speed. Phần ghi đông thì chủ xe đã trang bị cặp ghi đông của Bontrager, một cái thương hiệu của Mỹ. Đấy. Cái phần lúm này thì thường rất là hay bay mất, thì người dùng hoặc là kể cả như em bán xe ra thì em cuốn băng dính vào thôi, chứ còn cái lúm của nó là nó chỉ là cắm vào đấy, rất là hay bị bay mất, cho nên mình thường hay cuốn băng dính điện vào đây để cho nó chống bay đi. Thì cái lúm này vẫn còn nhưng mà quấn băng dính điện để chống bay thôi. Bên này lúm vẫn còn luôn. Tổng thể sơn của chiếc xe thì đây, như các bác biết thì website của xe Gian đây, con này là bản quốc tế các bác nhé. Bản quốc tế thì nó có cái Gian-bicycle.com.
nước sơn thì còn khá đẹp. Ở chỗ này hơi rỗ một tí, nhưng mà cái này thì mình về sau mình sẽ bật cái cọng nước lên, nó sẽ không ảnh hưởng gì lắm. Nhôm là nhôm 6011 super light, tức là super light là siêu nhẹ đấy. Super là siêu, light là nhẹ. Aluminium là nhôm, alloy đấy là hợp kim nhôm. Aluminium là cái công nghệ nhôm aluminium, SL là cái công nghệ nhôm siêu nhẹ của thằng Giang. Đấy, đùi đĩa là đùi đĩa Tiara, trục là trục rỗng bạc đạn, trục rỗng, trục bi rỗng Tiara. Đây đằng dưới khung là có một cái mã code của thằng Gian quốc tế. Thì về cơ bản là chiếc xe này thì sơn nó vào tầm khoảng 80%, chỉ có một vết hơi rỗ rỗ ở đây thôi. Cái này thì mình bắt chai nước lên nó sẽ che. Đây về còn cơ bản là màu xanh và đen khá là đẹp, càng là càng carbon các bạn. Đây, carbon có chữ là Gian Racing Technology, tức là công nghệ xe đạp đua của Gian. Cặp bánh là tất cả đang trong tình trạng hoạt động tốt. Cặp bánh đằng trước là của Shimano R500, côn lồi chuyển động rất là ngon, êm, ngon. Nước sơn đẹp. Trang bị một chuẩn động là Shimano Tiara 10 lít 2 đĩa, cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Tay lắc cũng là Tiara luôn, full Tiara. Xe Gian. Và như các bác biết thì Tiara là cái bộ Tiara này là nó là khá là cao cấp rồi. Nếu mà để mà nói về dòng xe đua thì nó là Tour Lay là thấp nhất, xong đến Classic, xong đến Sora, xong rồi đến Tiara này, đó là thứ tư từ dưới lên. Trên Tiara thì nó có 105 và Ultegra nhưng mà rất là đắt tiền đấy, và thậm chí 105 thì cũng chỉ có 10 lít thôi. Thế cho nên là phần Tiara đời cuối này với cái 105 thì cái về phần tốc độ nó cũng xem nhau đấy. Cho nên là Tiara này cũng rất là cao cấp, rất là cao cấp. Và không những là chỉ có một số cái con xe ấy, thì là nó chỉ có một vài cái món như là đè, đùi đĩa hoặc gạt đĩa, thì con này nó có cả full cả cụm phanh. Những cái cụm phanh mà nó đi đồng bộ này thì nó rất là đẹp cái xe, và nó cao cấp toàn bộ xe luôn. Vành thì vành Shimano R500. Đấy, nguyên cọc. Chiếc xe này đang được bán với giá tại cửa hàng em là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho các bác, tặng kèm phụ kiện như là giá bình nước, túi để đồ, đèn pha, đèn nháy đít. Đấy, và bao cước toàn quốc cho các bác với những cái khách, các bác chuyển hết tiền. Còn các bác mà đặt cọc thì có thể là nhận xe, kiểm tra xe rồi trả lốt tiền, thì bọn em không bao cước. Vâng, và các bác quan tâm đến chiếc xe này thì hãy nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975709943 để trao đổi về hình thức mua bán. Vâng, và chúc các bác rèn luyện sức khỏe thật tốt để chống chọi lại cái đại dịch Corona năm nay. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.